Tiếp sau cơn bão số 2, Prapirun, cơn bão tiếp theo gần biển Đông đã tăng cấp nhanh chóng. Cơ quan quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines, Pasaga cho biết, bão Karina, tên quốc tế là bão Gemi, đã mạnh lên từ bão nhiệt đới thành bão nhiệt đới dữ dội vào tối 21 tháng 7, trong khi đó thì nó gần như đứng yên trên biển Philippines. Sức gió tối đa của bão Gemi đã tăng từ 85 km h lên 95 km h trong bản tin dự báo bão hồi 23 giờ ngày 21 tháng 7 gió giật của Gemi lên tới 115 km/h. Mặc dù dự kiến cơn bão nghiêm trọng sẽ không đổ bộ vào Philippines, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến một số tỉnh phía bắc do quy mô của nó. Vào khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 7, Bagasa đã nâng cảnh báo tín hiệu số 1 cho vùng đông bắc tỉnh Kagajan, đặc biệt là đô thị Santa Ana. Điều này có nghĩa là gió mạnh từ Carina sẽ được cảm nhận ở Santa Ana trong nhiều giờ sau đó. Các giải mưa bên ngoài của cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng cũng đã gây ra mưa vừa đến mưa lớn từ 50 đến 200 mm ở các khu vực như Cagayan, quần đảo Babuyan, Isabela, Batanes, vân vân, từ ngày 22 đến 24 tháng 7. Lũ lụt và lở đất có thể xảy ra. Gemi được dự báo sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong. Ngoài ra, Gemi và gió mùa tây nam tăng cường sẽ gây ra biển động ở vùng biển phía bắc và phía đông Philippines với sóng cao từ 1,5 đến 3,5 m và vùng biển phía tây Trung Lưu Dông và Nam Lưu Dông với sóng cao 1,5 đến 3 m. Bà Gasa khuyến cáo các thuyền nhỏ không nên ra khơi. Trong khi đó, CVKA, cơ quan quản lý thời tiết Đài Loan Trung Quốc cảnh báo bão Gemi đã tăng cường nhẹ khi hướng về phía Đài Loan và dự kiến sẽ gây ra mối đe dọa cho hòn đảo này trong những ngày tới. CVKA cho biết cơn bão có bán kính 120 km hiện nằm cách Eluanbi, cực nam của đảo Đài Loan Trung Quốc, 800 km về phía đông nam, di chuyển với tốc độ 9 km một giờ theo hướng tây bắc. Theo đánh giá, bão số 2 và bão Gemi vẫn đang ở khá gần nhau, rất khó dự báo chính xác về sự tương tác giữa chúng nên bão số 2 thực sự có diễn biến phức tạp. Đa số các mô hình dự báo hiện cho rằng dù sao các tỉnh ven biển miền Bắc nước ta như Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ phải chịu ảnh hưởng, có thể có mưa to gió lớn. Ngoài ra một số tỉnh thành ở đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội cũng được dự báo có mưa to vào nhiều ngày tới, người dân nên lưu ý có cách phòng tránh thích hợp. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 7 Vị trí tâm bão số 2 ở trên khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc vào vịnh Bắc Bộ với tốc độ từ 10 đến 15 km/h đến 4 giờ sáng 23 tháng 7. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 2 gồm vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ trong 24 giờ tiếp đó bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km h Khoảng 4 giờ sáng ngày 24 tháng 7, bão số 2 ở trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ bão mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đến 4 giờ ngày 25 tháng 7, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km h và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, cường độ mạnh dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng ngày 22 tháng 7, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Trên đất liền, từ gần sáng 23 tháng 7, vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo vùng biển phía tây khu vực Bắc biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía đông của khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 m. Từ sáng 22 tháng 7, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, độ cao sóng tăng dần lên từ 2 đến 4 m Ven biển Quảng Ninh, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m Đáng lưu ý, từ đêm 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất lớn. Trong đợt này, ven biển phía Đông và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có thể phải hứng chịu lượng mưa lên tới từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm một đợt. Tại các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa được dự báo từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Người dân đề phòng mưa rông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị. Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào sáng ngày 21 tháng 7, lúc 4 giờ 32 phút, một trận động đất mạnh 4,1 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,068 độ vĩ Bắc, 105,446 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm xảy ra trận động đất, nhiều người đang ngủ bỗng giật mình khi nghe tiếng vang lớn, nhà cửa rung lắc nhẹ. Nhiều người dân sống ở các khu vực lân cận gần Ngọc Lặc như Vĩnh Lộc, Thọ Xuân của Thanh Hóa cũng cảm nhận rõ rung chấn của trận động đất này. Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc, các địa phương trên địa bàn huyện đã được yêu cầu thống kê, báo cáo tình hình thiệt hại sau vụ động đất. Tuy nhiên, trận động đất chỉ ảnh hưởng rung lắc nhẹ, theo báo cáo của các đơn vị trên địa bàn không có thiệt hại. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Hãng Tân Hoa Xã vừa công bố loạt ảnh chụp toàn cảnh đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Hồ chứa tại đây tiếp tục phải xả lũ vì lưu lượng nước chảy vào đã tăng đáng kể do những trận mưa lớn gần đây ở thượng nguồn sông Dương Tử. Mưa lớn đang tàn phá nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc, khiến hàng chục người mất tích, hàng trăm nghìn người phải sơ tán trong khi giao thông bị gián đoạn. Trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục ở tỉnh Tứ Xuyên với hơn 30 người mất tích sau khi lũ quét tấn công làng Sinhua Hua, huyện Hán Nguyên, thị trấn Nhã An vào dạng sáng hôm 20 tháng 7. Lũ quét đã làm hư hại hơn 40 ngôi nhà và ảnh hưởng đến 1.254 cư dân, làm gián đoạn giao thông cũng như cắt đứt liên lạc trong khu vực. Bên cạnh đó, hơn 700 nhân viên cứu hộ và hơn 1.500 người dân địa phương đang tìm kiếm 31 người mất tích sau khi một cây cầu bị sập do ngập lụt giữa lúc trời mưa xối xả ở tỉnh Thiểm Tây. Cây cầu nằm ở huyện Tạc Thủy, thành phố Thương Lạc, bị sập vào khoảng 8 giờ 40 phút tối hôm 19 tháng 7 theo giờ địa phương. Cây cầu dài 366 mét bắc qua sông Jin là một phần của đường cao tốc Dan pheng Ninh San. Theo dữ liệu từ hệ thống thu phí đường cao tốc, lực lượng cứu hộ cho rằng tổng cộng 17 ô tô và 8 xe tải đã lao xuống sông trong vụ sập cầu này. Trung tâm Dự báo Khí hậu ICPAC của cơ quan liên chính phủ về phát triển khu vực Đông Phi, IGAD lưu ý rằng các khu vực phía đông vùng sừng châu Phi dự kiến cũng sẽ khô hơn trong thời gian tới, trong khi khu vực phía bắc có thể sẽ ẩm ướt hơn bình thường. Theo ICPAC, Sừng châu Phi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, vì khu vực này có lượng mưa không ổn định cũng như tình trạng nhiệt độ tăng cao, hạn hán và lũ lụt xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng thường xuyên hơn